Trong bối cảnh thị trường xe bán tải tầm trung ngày càng cạnh tranh, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã quyết định thực hiện một cuộc lột xác nhẹ cho mẫu xe Nissan Navara 2025 ở thị trường Mỹ. Sự thay đổi này không chỉ mang đến diện mạo mới mà còn cải thiện khả năng kéo hàng, giúp xe có thể vận chuyển tải trọng nặng hơn. Thoạt nhìn, có thể không thấy quá nhiều sự thay đổi ở bên ngoài, nhưng có rất nhiều thay đổi nhỏ làm cho thiết kế của Nissan Navara trở nên hấp dẫn hơn. Những thay đổi về mặt thiết kế bao gồm phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt và cản trước mới, cửa sau mới cho các phiên bản Pro 4X, mâm 17 in thiết kế mới và bổ sung tùy chọn màu sơn mang tên Afterburn Orange. Bên trong, Nissan Navara 2025 nhận được nhiều nâng cấp. Đáng chú ý là màn hình giải trí 12.3 in hiện đã trở thành tiêu chuẩn trên các phiên bản SV và cao hơn, thay thế các màn hình nhỏ 8 và 9 in trên xe cũ. Từ phiên bản SV trở lên, Nissan Navara 2025 được trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng và màn hình giải trí 12.3 in, hỗ trợ kết nối không dây với Android Auto bên cạnh Apple CarPlay. Ngoài ra, các phiên bản Pro 4X và SL có ghế chỉnh điện 4 hướng, trong khi phiên bản SL còn được trang bị bộ sạc điện thoại không dây cùng hệ thống camera 360 độ. Tất cả các phiên bản đều được trang bị vô lăng có thể điều chỉnh và cửa sổ sau dạng trượt. Tính năng an toàn cũng đã được tăng cường với cảnh báo trạch làn đường, giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm từ phía sau, cảm biến đỗ xe phía sau, đèn pha tự động và kiểm soát hành trình thích ứng hiện là tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Hãng xe Nhật Bản cũng cung cấp tùy chọn thùng xe dài 1m83 với tất cả các phiên bản, ngoại trừ bản S. Trước đây, tùy chọn này chỉ có mặt trên một số phiên bản nhất định. Bên cạnh những tính năng tiện nghi, Nissan Navara 2025 còn có những thay đổi mang tính thực dụng hơn. Một trong số đó là gia tăng khả năng chở hàng cho cấu hình Crew cab. Tùy chọn này trước đây chỉ có mặt trên một số phiên bản nhất định, nhưng giờ đây đã có mặt trên tất cả các phiên bản ngoại trừ bản S tiêu chuẩn. Một thay đổi đáng kể khác là khả năng kéo hàng được nâng lên 227 kg, đưa chỉ số kéo lên mức 3.243 kg. Nissan Navara cập nhật sẽ tiếp tục sử dụng động cơ V6 dung tích 3.8 hút khí tự nhiên, và hộp số tự động 9 cấp của xe cũ. Động cơ này sản sinh công suất 310 mã lực và mô men xoắn 381 Nm đủ dùng với một chiếc bán tải. Sức mạnh được chuyển đến bánh xe phía sau, hoặc cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Hiện tại, giá bán của Nissan Navara 2025 vẫn chưa được công bố. Nhưng thông tin này cũng sẽ sớm xuất hiện do mẫu bán tải này sẽ được bàn giao đến tay khách hàng trước khi mùa đông đến.